Good. Un día. Medicina. Ồ. Từ nãy giờ cô không kết nối mic, cô cứ nói mà sao không bảo. Con nhắn là con nói cũng không nghe thấy, là chứ cần có hơn còn nói 2 lần là con không nghe thấy Thế con nói. ôi nào à, cái bài này là những cái người này đều sống ở London và đều muốn luyện tập thể thao đấy, để giữ gìn cơ thể cân đối đấy. Ở đây là người ta cho con các trong web để luyện tập, và con sẽ phải chọn trang web phù hợp cho mỗi người này, có hiểu không? Vâng. Nhưng mà ở cái này có một chỗ là nó lại chia ra là ABCD, xong rồi trang bên cạnh mới là EFGH, nghĩa là các trang web ấy, con hiểu không? Thì nó sẽ hơi khó. Cái này con muốn cô chuyển đến một trang không? Có. Ok, thì đợi cô một chút, cô phải tải về đã. Vệ sinh tí nhé con. Đi.
Rồi. Nào, làm bài đi. Rồi.
Không được. Không một chút. Ok. Bài này cho cô chút nhá. Vâng. Từ từ. Đáp án của con đó nhá. Vâng. 6 là D. Đó là điện. 7 là F. 8 là C. 9 là A. 10 là H. Ok. Đây là đáp án của cô. 6D, 7F, 8C, 9A, 12H. Chính xác, đúng rồi. Tốt, tiếp tục. Bài này đi. Bài này ngắn, bài này rất dễ. Rồi.
Không ạ. À, một A, B. Ok, bài này làm tốt đấy. Ok, dạo này làm mấy cái bài kiểu này rất tốt đấy. Nào, nào câu 21 22 đi. Đọc kỹ cái phần nội dung vào nhá. Ok, chưa bài. Đợi cô tí. Nào, câu số 21 C, câu 22 D, chính xác. Làm câu 23 24 đi. 23 24 thôi, 25 để lại.
Nào. Hai ba. Hai ba rồi. Hai ba A, hai tư B. Chính xác. Ok. Thế rồi. Về nhà làm nốt những cái câu còn lại chưa làm nhớ chưa? Ok. Cái tắt mic kìa. Ok, so is the end of the lesson today. Goodbye. See you next time. Vâng.